Nhà hàng Khoa Bắc hùng hạp với Vương Phạm ở Mỹ đã sang nhượng, danh tính chủ mới gây bất ngờ. Số phận nhà hàng lẩu của Khoa Bắc giờ ra sao? Tháng 10-11 năm 2021, Khoa Bắc tuyên bố cùng Vương Phạm hợp tác mở nhà hàng tại Houston, Texas, Mỹ. Với hai video cập nhật trên YouTube, Khoa Bắc đã chọn được mặt bằng rộng 620m² trên đường Bel Air với mức giá mua vị trí 250.000 đô, sắp xỉ 5,6 tỷ Việt Nam đồng, chưa bao gồm chi phí thuê. Nhưng rồi sau khi ngầm tuyên bố ngừng hợp tác với Vương Phạm vào hồi tháng 1 năm 2022, hai video về nhà hàng này đã bị xóa khỏi kênh YouTube gần 4,5 triệu sub của Khoa. Từ đó đến nay, nam vlogger tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện mở nhà hàng nữa. Điều này đã dấy lên nghi vấn phi vụ mở nhà hàng lẩu đã không thành. Nhằm sáng tỏ nghi vấn theo nhu cầu của nhiều người theo dõi, YouTuber có tên kênh KA, người Việt hiện sinh sống tại Mỹ mới đây, đã tìm tới khu đất xây dựng nhà hàng lẩu của Khoa Bắc để tìm hiểu. Anh đã đến vài lần trước đó và trong video được công bố trên YouTube có một số điểm đáng chú ý sau. Khi ngồi trong xe hơi, KA kể lại một vài chi tiết đặc biệt. Giữa lúc đang đi xung quanh tìm kiếm thông tin về chủ sở hữu khu đất, một người đàn ông lạ mặt tiến tới hỏi KA. Đoạn hội thoại được quay lại, tuy nhiên muốn giữ tính bảo mật cho người đàn ông nên KA chỉ thuật lại bằng lời của mình. Người đàn ông hỏi KA, anh là ai? YouTuber trình bày ý định muốn đến xác thực về khu đất của Khoa Bắc hoặc hỏi thêm thông tin về chủ đất. Người kia liền trả lời lại, đây là khu đất của tôi. Sau đó người đàn ông nói thêm, tôi không thể chia sẻ thêm thông tin với bạn, mời bạn rời đi. Sau khi về nhà xem clip, YouTuber KA mới phát hiện ra, phía ngoài khu đất có ghi Farmers Property, tài sản đã có chủ sở hữu, tức là khu đất này không được quay hình khi chưa có sự cho phép. Tuy nhiên, anh chàng vẫn đăng một số đoạn ghi hình bên ngoài và gửi lời xin lỗi. Video của YouTuber KA tiếp tục dấy lên tranh cãi. Nhiều netizen cho rằng nhà hàng lẩu của Khoa Bắc thực sự đã ngừng triển khai và khu đất thuộc sở hữu của người khác. Một số vẫn có niềm tin công trình đang được sửa chữa và giữ kín. Ở thời điểm hiện tại, nếu được chọn một YouTuber nổi tiếng và tai tiếng nhất ở Việt Nam hiện nay, chắc chắn sẽ có không ít người nghĩ ngay đến cái tên Khoa Bắc. Sau một năm 2021 đầy sóng gió, liên tục vướng phải drama cạch mặt nghỉ chơi từ Johnny Đặng cho đến Vương Phạm, anh khẳng định trong năm 2022, anh sẽ trở về làm Khoa Bắc của ngày xưa và chỉ quay video một mình. Tuy nhiên, chặng đường tìm về cuộc sống bình yên của Khoa Bắc xem chừng hơi khó khăn khi hầu như nhất cử nhất động của nam vlogger này liên tục bị cư dân mạng soi mói. Đáng chú ý, gần đây, Khoa Bắc tiếp tục bị bóc phốt nổ to quen miệng, lần này là chi tiết khoe mẽ. Cụ thể, trong một video được Khoa Bắc đăng tải, anh chàng đang húp mì ngon lành. Nhiều netizen bất ngờ để lại bình luận, Khoa Bắc nổ to thế. Lý do là vì Khoa Bắc đang ăn trong một nhà hàng vắng vẻ, rồi sau đó anh nhìn vào video rồi nói, cái nhà hàng này mình bao hết luôn á các bạn. Bên dưới phần bình luận, số đông khán giả theo dõi đều tỏ ra không tin tưởng những phát ngôn của Khoa Bắc nữa. Sau lùm xùm lùa gà với Johnny Đặng và vlog nổ đi mua máy bay, làm nhà hàng lẩu cùng Vương Phạm, những content của Khoa Bắc bắt đầu khiến người xem hoài nghi về mức độ chân thực. Một vài bình luận tiêu biểu, sau vụ này vụ kia thì Khoa Bắc nói này nói nọ tôi cũng chẳng tin. Thanh niên này sau vụ lùa gà làm tôi chán rồi, không thể tin tưởng được. Đang ăn ở nhà hàng vắng thôi mà nói bao hết nguyên nhà hàng, coi vô lý không bà con. Ông này mà bao nhà hàng thật thì chắc phải là 10 cái clip, chứ ở đó mà nói bao khơi khơi vậy.